Đừng bao giờ đứng đó để bị bỏ lại phía sau. Đừng bao giờ cố gắng chắp vá lại những nỗi đau thương đó. Vì khi một người đã hết yêu, dù cho có cố gắng níu kéo cũng chẳng thể về bên nhau. Chỉ mong rằng là nỗi đau sẽ mau lành lại. Làm sao quên hành lang ngày nắng và gió, làm sao quên bóng mây đi ngàn đò, dòng nỗi người vẫn còn đây mà sao em xa nơi này. Em giờ vui nơi tình nhân mới, tôi ngồi đây bên say tình tôi với tiếng đàn tôi buông là lời. Nào cùng đi thi tài tại một chương trình hài. Chỉ có 102 là thách thức danh hài. Tại sao bạn không thử, còn chi phải chần chừ. Sân chơi như mồi nhử cho những cái tội đam mê. Ai muốn cười ha he he he, hoặc ai muốn làm he he he, mang tiếng cười tràn trề làm mọi người thích mê. Oh yeah, bất kể bạn là ai, dù bạn có là trai hay chỉ là một cô gái, dẫu là một cụ già hoặc đang đưa đám mới lớn, không phân biệt ai hơn đâu, cùng nhau đi thi nào. Bật trượt thì có làm sao đâu, thắng là có cả nhà nè. Quan trọng là niềm vui thôi mà, đặc biệt hơn nữa nha nha. Đi thi là trải nghiệm và cũng là những kỷ niệm để chiêm ngưỡng sau này. Vì có vô vàn điều hay, lên đây gặp Trấn Thành nè, song hành là Trường Giang nha. Muốn cuộc đời sang trang thì dáng mang 100 triệu về nha. À, cảm ơn mọi người. Này dạ, ok Hana, từ sẽ mom chỉ cả sao chẳng từ nỗi đi cha cha cả âm mưu đi mày cả to khi cơm nơi có tin gọi khi yêu khi em đã cứ để đi trong thô ra cả nỗi ra những chỉ bữa đó chỉ cần ta to way back home. Cảm ơn đã có giọng mà em có thể hát được 7 thứ tiếng lận luôn á. Ông hay á, giọng hay á. Hay á. Dạ. Anh đã nói rồi là em mà sang, em ra nhạc là nhiều người sẽ nghe đấy. Tại vì em dạ. em vô tình trời sinh em ra cái giọng em có cái rung R&B rất là tốt. Dạ. Ừ, cái rung sâu á. Dạ, em dạ. Cảm ơn anh. Em có ra 2 ca khúc rồi thì hiện tại đang tiếp tục làm những sản phẩm mới. Ca khúc nào? Dạ, ca khúc tên là Đừng Bao Giờ Níu Kéo nào, và Vì Yêu. Cho anh nghe thử đoạn nữa coi. Dạ, em hát luôn ha. Ừ. Dạ rồi, em sẽ hát cho mọi người nghe đoạn điệp khúc của nó em ha. Em yên tâm, nếu khúc quẹo phạo anh sẽ hát lại bài đó cho em nghe. Cảm ơn mọi người. Đừng bao giờ níu kéo nếu một người đã hết thương. Đừng bao giờ níu kéo nếu một người đã muốn buông. Đừng bao giờ cố chấp đứng đợi chờ vấn vương ôm nỗi xót xa. Đừng bao giờ đứng đó để bị bỏ lại phía sau. Đừng bao giờ cố gắng chắp vá lại những nỗi đau thương đó. Vì khi một người đã hết yêu, dù cho có cố gắng níu kéo cũng chẳng thể về bên nhau. Chỉ mong rằng là nỗi đau sẽ mau lành lại. Oh, bài này trên mạng có chưa? Giống Hương Ly luôn. Cái giọng giống trên Hương mạng Ly có luôn. Chưa? Dạ có rồi. Ngồi kế bên có Trường Giang theo cùng. Mau nhanh chân ta thách thức danh hài.
Tôi thích cái ao của con, cái ao cưng. Dạ. Người cao thì thấy cũng cao, nhưng cao như thế chỉ có hình hài thôi. Mình đem kiến thức mà đo, người cao chỉ tính từ cái đầu trở lên. Anh Trường Giang, anh Trường Giang, đi tắm sông, đi tắm sông dưới cọng bông. Bông cá chiên áo vàng rồi, thắng cuộc chơi rồi đây, còn là lại rồi. Chúc mừng con được 2 triệu đồng. Vì chú Huy rất nhiều tài, có tài nên phải ngồi trên cao. Ngồi cao chú bấm cho mau lẹ, để trễ thời gian của mọi người. Chú Kiến Huy tâm hồn là con gái, chú Trấn Thành đích thực là con trai, chú Trường Giang là người mang hai hề. Ba chú đi ra cái đoạn mà đưa lên cao ngồi là em nghi rồi. Sao mà tự nhiên cái bài này chủ đề Ngô Kiến Huy mà hôm nay qua Trường Giang vậy? Dương Đông Kích Tây ta. Chú Kiến Huy tâm hồn là con gái, chú Trấn Thành đích thực là con trai, chú Trường Giang là người mang hai hề. Ba chú đi ra ai biết được hề nào. Chú Kiến Huy sao mà như con gái, có cái nào khác để làm vòng thứ ba không? Trấn Thành là người thương yêu đất nước, hy sinh đời tươi thắm giữa hoa liên, trọn đời không nghĩ đến cho riêng mình mà chỉ lo cho người đẹp Harry Won. Việt hương là hương của nước Việt, vì nụ cười cô đi khắp con rất là nhiều. Sẽ chia tay em thấy sao về cuộc đời em. Em cô đơn này tiếng hơn đã kể ai xem. Sao chia tay anh tiếng ngồi trong phòng chơi game. Anh không đau không khóc lòng cũng chẳng say mềm. Chỉ là chung bồi dối theo anh dối bời, chỉ là chung khói bên trong mặt trời. Có lẽ em đã không rất nhiều, có lẽ anh chẳng cảm nhận được bao nhiêu. Điều đó anh không thể biết em nào. Có lẽ em chẳng không thế nào, có lẽ anh chẳng bận tâm em xa sao. Điều đó anh không thể biết em nào, vì giờ mày đã xa phao đau phao phao. So nice. Nổi hết nhà gà, rất hay. Làm sao quên hành lang ngày nắng và gió, làm sao quên bóng mây đi ngàn đò. Dòng nỗi người vẫn còn đây, mà sao em xa nơi này.
em ơi, tôi ngồi đây bên say tình tôi với tiếng đàn tôi buông là lời trong đêm trường. Em giờ đây vui tình nhật mới, tôi ngồi đây ôm đàn tôi hát cho vơi đi nỗi lòng một mình tôi thâu. Gió thổi vi vu, nắng lên qua ô cửa trời vung cao. Vài lá me rơi, mùa hạ về trong lòng nhớ thương. Mùa hạ về trong lòng nhớ ai, đâu đó cơn mưa nhẹ rơi làm tôi nhớ em nhiều thêm. À, tới đoạn điệp khúc á chú. Vô luôn. Làm sao quên hành lang ngày nắng và gió, làm sao quên bóng ai đi ngàn đò. Dòng nỗi người vẫn còn đây, mà sao em xa nơi này. Em giờ đây vui tình nhật mới, tôi ngồi đây bên say tình tôi với tiếng đàn tôi buông là lời trao. Em giờ đây vui tình nhân mới, tôi ngồi đây ôm đàn tôi hát cho vơi đi nỗi sâu một mình tôi thâu. Vậy nè, biết cái nhạc này giống cái kiểu của ca sĩ nào đang nổi tiếng không? Dạ, đang giống với lại Jack á. Dạ đúng rồi, giống Jack ca sĩ anh em á. Dạ. À, cái e nhạc rất là giống em, là đúng là sinh ra là phải đi hát. Bây giờ thì nên dừng lại lấy 10 triệu. Dạ đúng rồi, con cũng nghĩ dừng lại.